8 loại thực vật gợi cảm nhất thế giới. Hầu hết chúng ta sẽ cảm thấy rất nực cười nếu có người khen thực vật có vẻ đẹp gợi cảm. Tuy nhiên, với những người yêu thực vật thì chúng có một sự quyến rũ lạ kỳ, đủ để họ làm những điều điên rồ. Ví như mở rộng một vách đá để chụp ảnh bông hoa nhiệt đới cực kỳ hiếm, hay leo lên một ngọn núi hiểm trở chỉ để tìm cây dương xỉ có kích cỡ bằng con tem. Quan niệm về gợi cảm của một nhà thực vật học lệch hẳn so với người bình thường. Một nhà thực vật học cho rằng một loại cây hiếm có, tiến hóa bất thường và làm cho các nhà thực vật học bối rối chính là loại thực vật quyến rũ. Nếu bạn là một người như vậy, chắc chắn bạn không thể bỏ qua danh sách 8 loại thực vật gợi cảm nhất và nơi sinh sống của chúng dưới đây. Hãy cùng Lina's Blog tìm hiểu trong video sau đây nhé. 1. Cây hai lá Welwitschia sống 1.000 năm ở Namibia và Angola. Một ứng cử viên cho thực vật mê hoặc nhất, Welwitschia, hình dáng giống như một trái bóng khổng lồ được đặt giữa sa mạc, có thể sống tới 1.000 năm. Trong môi trường khắc nghiệt, Welwitschia sống bằng cách hấp thu hơi ẩm từ sương sớm. Mỗi cây Welwitschia chỉ sản xuất 2 lá trong cả chu kỳ sống. Hai lá này tách dần ra thành nhiều dải và tạo thành hình thù kỳ lạ như xác trái bóng. Mặc dù bị các nhà sưu tập săn lùng gắt gao, nhưng chúng ta vẫn có thể tìm thấy Welwitschia tại Namibia và Angola. 2. Đại thụ Sequoia ở California, Mỹ. Kích thước của cây này đã vượt xa những gì con người có thể tưởng tượng. Đường kính ở gốc dài 9 mét, kích thước toàn thân to cỡ 11 con cá voi xanh cộng lại. Được biết cây Sequoia tại California, Mỹ có tuổi đời 2.000 năm và chưa phải là cây thọ nhất. Cây Sequoia có thể phát triển lớn hơn và sống tới 3.200 năm. 3. Phong lan Ophrys quyến rũ con mồi, bờ biển Địa Trung Hải. Các nhà nghiên cứu cho rằng không có loại thực vật nào gợi cảm bằng cây phong lan này. Vì sao vậy? Đó là vì chúng có khả năng làm giả các dạng hormone của côn trùng thụ phấn để thu hút chúng. Một anh chàng ong khi thấy bông hoa này có thể dễ dàng nhầm lẫn chúng là những nàng ong cái xinh đẹp và xà xuống thụ phấn. Hoa phong lan Ophrys thường xuất hiện ở vùng Địa Trung Hải. 4. Hoa khổng lồ Amohophallus, đảo Sumatra, Indonesia. Nếu nhìn thấy một bông hoa Amohophallus nở rộ, bạn sẽ khó có thể tin vào mắt mình và thậm chí cả mũi. Bởi khi nở, hoa Amohophallus tiết ra một thứ mùi giống như xác chết thối rữa vậy. 5. Bạch quả lá vàng ở Trung Quốc. Đây là một trong những loại cây dễ nhận biết nhất trên thế giới. Nổi tiếng với hình dáng vô cùng thanh lịch, loại cây này chuyển sang màu vàng rực rỡ suốt mùa đông. Hiện nay, bạch quả lá vàng tồn tại hoàn toàn nhờ sự can thiệp của con người do khả năng thụ phấn bị tiêu giảm. Bạch quả lá vàng từng được cho là đã tuyệt chủng. Tuy nhiên, người ta đã tìm thấy một số cá thể tự nhiên ở núi Tianmu thuộc miền đông Trung Quốc. 6. Hoa Tiare Apetahi hình 5 ngón tay ở Rajati, quần đảo Polynesia thuộc Pháp. Là một loài hoa cực kỳ quý hiếm với vẻ đẹp chết người, Tiare Apetahi chỉ có trên núi Temehani thuộc đảo Rajati, Polynesia. Loại hoa này gắn với một truyền thuyết đau thương. Một cô gái trẻ yêu một chàng hoàng tử đẹp trai nhưng không thể làm chàng yêu mình. Cô gái thất vọng và leo lên núi Temehani, chặt một bàn tay của mình và chết trên núi. Tại nơi bàn tay của cô rơi xuống, một loại hoa đã nở rộ với màu trắng tinh khiết và 5 cánh hoa như bàn tay của cô gái. Khi nở, hoa Tiare Apetahi này còn có những tiếng nứt khẽ, được cho là tiếng trái tim cô đang tan vỡ. 7. Cây nắp ấm Campanulata bắt ruồi, đảo Borneo, Indonesia. Loại cây ăn thịt này được coi là người phụ nữ táo bạo của thế giới thực vật. Vì vậy mà không có gì ngạc nhiên khi chúng xuất hiện trong danh sách này. Loại cây này với hình dáng cái chuông, chứa cả một bình chất dịch để bắt và dìm chết con mồi, là một đặc trưng ở rừng Borneo thuộc đảo Borneo, Indonesia. Nó có một sự hấp dẫn vô cùng đặc biệt với những người yêu thích thực vật. Từng được cho là bị tuyệt chủng sau một đám cháy ở phía đông Kalimantan, người ta đã mất 15 năm lần mò và đã phát hiện ra loại này tại vườn quốc gia Gunung Mulu, Sarawak. 8. Hoa kiếm bạc sống trên núi lửa, đảo Hawaii, Mỹ. Đây là biểu tượng của quần đảo Hawaii. Loại hoa này nở trong môi trường khắc nghiệt của núi lửa Haleakala. Đặc biệt, chúng chỉ nở một lần để sinh sản trước khi cây chết hoàn toàn. Trên đây là 8 loại thực vật được cho là rất gợi cảm và độc đáo.
Nếu các bạn thấy video hay, xin hãy like, share và subscribe kênh để cùng chờ đón các video thú vị tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!